Nói đến máy tính đồng bộ tại Việt Nam thì có lẽ đa phần anh em sẽ liên tưởng đến ngay một chiếc máy tính được lắp sẵn và cấu hình chủ yếu phục vụ cho nhu cầu làm việc, thiết kế tại đậm chất văn phòng, và gần như chẳng có game thủ nào lại khi mua máy chơi game là nghĩ đến cho mình một chiếc máy tính đồng bộ cả. Mặc dù những chiếc máy tính đồng bộ chuyên gaming đã xuất hiện khá lâu ở thị trường nước ngoài, nhưng ở Việt Nam thì các hãng chủ yếu chỉ mang về một vài mẫu và giới thiệu và sau đó là để chìm vào lãng quên, chứ chưa thực sự quan tâm nhiều tới cái phân khúc này. Acer có lẽ là hãng tiên phong thực sự muốn bán máy bộ gaming tại Việt Nam với mẫu ROG Switch GL10 tầm trung, được bán ra vào khoảng giữa năm 2019. Và sắp tới đây sẽ là một phiên bản đắt tiền hơn, cấu hình cao cấp hơn rất nhiều sẽ được tung ra vào thị trường Việt Nam để phục vụ anh em game thủ. Và đó cũng chính là chiếc máy mà mình sẽ trên tay và giới thiệu đến cho anh em trong video ngày hôm nay. Đó chính là chiếc Acer ROG Switch GL12CX với phiên bản Core i7-9700K với giá bán vào khoảng gần 60 triệu đồng. Về tổng thể, Acer ROG Strix GL12CX vẫn sở hữu ngôn ngữ thiết kế đậm chất Acer ROG, và kích thước của máy thì khá là gọn gàng, lần lượt là 45, 18 và 40cm, và cân nặng chỉ ở mức là 11kg, và khá thoải mái đối với những người dùng không có nhiều không gian cho góc gaming của mình. Mặt trước và mặt bên của máy cũng được làm bằng nhựa cao cấp với logo ROG và hai dải LED RGB Rainbow, cùng với những đường gân và khe lấy gió vách chéo làm cho thiết kế của GL12 hợp mẫu hơn khá là nhiều so với vẻ ngoài đơn giản và hơi lịch sự của GL10. Và Acer vẫn trang bị cho GL12 một ổ đĩa quang và một khe ổ cứng 2.5 để có thể thay nóng ở phía mặt trước, và được cover lại bằng một tấm nhựa và hít bằng 500. Ngoài ra ở cạnh trên của GL12 thì là 4 cổng USB với gồm 2 cổng 2.0 và 2 cổng USB 3.0 tốc độ cao, cùng với Acer đã trang bị cho GL12 một cái khe cắm thẻ nhớ SD để dùng cho những anh em nào thường hay quay phim và chụp hình thì không cần phải cắm thêm một đầu đọc thẻ nhớ rời nữa. Và ngoài ra thì còn một jack audio ở phía trước này, thì nó là một cái cổng tích hợp giữa microphone và đầu quay của âm thanh luôn. Hai bên hông máy thì thực sự là một nỗi thất vọng khá là lớn với một chiếc máy có giá bán lên tới 60 triệu đồng. Thì mặt trước thì đậm chất gaming bao nhiêu, và thì hai mặt bên hông thì đậm chất văn phòng bấy nhiêu. Chỉ là đơn giản là hai nắp kim loại được lắp vào và chỉ thêm một vài khe thông gió ở đây. Đó, và Acer, mặc dù Acer có cho kèm theo một miếng mica để có thể lắp bên hông, giúp cho người dùng có thể sâu nội thất bên trong, nhưng mà tuy nhiên thật lòng mà nói thì với một cái chiếc máy với tầm cao như vậy, mình thực sự muốn có một cái nắp che bằng kính cường lực chứ không chỉ là mica như vậy. Và mặt sau của GL12CX cũng đơn giản không kém, với đa phần là cổng, các cổng kết nối phổ biến như là 8 cổng USB và cổng ra audio đa kênh, và sử dụng cổng LAN Gigabit. Mainboard của GL12 thì không có hỗ trợ Wi-Fi và Bluetooth, và cổng USB Type-C hiện là đang rất là phổ biến hiện nay. Và đó là toàn bộ về phần vỏ của dàn Acer GL12CX này. Hãy cùng mình khui bên trong xem ra là xem những linh kiện bên trong của máy gồm những gì và khác những gì so với những dàn máy custom. Đầu tiên có thể thấy ngay là Acer trang bị cho GL12CX một bộ tản nhiệt nước all-in-one với kích thước quét là 120mm, và được gắn lên phía trên để thổi trực tiếp hơi nóng từ CPU ra bên ngoài. Và nắp lock tản nhiệt được làm trong suốt và có LED RGB, và bên trong thì cũng không có gì quá là đặc biệt khác. Bên dưới chiếc tản nhiệt này là chiếc CPU Intel Core i7-9700K thế hệ thứ 9 với 8x8 luồng, có xung boost tối đa lên tới 4.9GHz. Và với một chiếc máy chơi game thì sức mạnh của i7-9700K thì có thể nói là không ngán bất cứ game nào hiện nay. Và phiên bản GL12CX mà mình trên tay ngày hôm nay có chỉ có hai khe gắn RAM DDR4, và được gắn sẵn hai thanh RAM 16GB và tổng dung lượng lên tới 32GB RAM, và nó quá là dư thừa với những tác vụ hàng ngày lẫn gaming. Và GL12CX này là phiên bản Core i7-9700 đi cùng với RTX 2080 8GB, và có thể nói nó là một cặp đôi khá là hoàn hảo với sức mạnh của RTX 2080 thừa sức kênh max setting tất cả các game hiện nay ở Full HD và 2 setting trở lên, và có độ phân giải 2K và thậm chí là 4K. Và chiếc RTX 2080 trên GL12CX được trang bị LED RGB, và ngoài ra ở phía trước card của Acer còn làm thêm một cái miếng che bằng kim loại. Và mình không có mục đích này để tăng thẩm mỹ hay làm gì, nhưng mà cá nhân mình lại không thích cái miếng này cho lắm. Acer khá là hồng hải trong cái việc trang bị bộ nhớ cho GL12CX với 2TB ổ cứng HDD cùng với một ổ SSD M2 NVMe 500GB gắn trên adapter nằm ở phía trên khe DIMM. Và adapter này hỗ trợ gắn tới 2 ổ NVMe, cho nên là rất là thuận tiện cho anh em nào có nhu cầu muốn nâng cấp dung lượng và cũng như là gắn thêm SSD. Về tổng thể cấu hình thì GL12 thuộc hàng cao cấp và có thể sử dụng vừa chơi game vừa stream,
và tất cả những thể loại game hiện nay. Ngoài ra thì anh em có thể vừa anh em nào mà mua máy vừa làm việc vừa để chơi game, nhất là những bạn vừa làm đồ họa sáng tạo nội dung số thì có thể yên tâm, thì cấu hình này có thể giúp các bạn chạy nhục nè đa số tất cả những ứng dụng đồ họa phổ biến hiện nay. Và nói thêm một chút về cách bố trí về linh kiện và DJ ở trong cây này, thì thực tình mà nói thì khi mà nắp đằng sau ra thì mình nhìn bên trong thì có hơi thất vọng một tí, vì đa phần các dây kép nguồn đều không có được bọc dù và để hẳn cái vỏ, lộ cái vỏ nhựa ra và không có được bó gọn và không có được cái dấu dây một cách thẩm mỹ. Nhưng mà rất may là Asus có làm cái miếng che nguồn và che luôn cả phần dưới để giấu bít dây, chứ không là mình còn che nữa. Có lẽ là GL12 Asus không dành cho những bạn nào thích sâu cây đâu. Mình phân tích hơi nhiều về ngoại thất và nội thất rồi, thì bây giờ mình sẽ đi vào phần chính là bên game thực tế để anh em có thể theo dõi và dễ tham khảo hơn nhé. Với CPU Core i7-9700K, RTX 2080 và 32GB RAM thì gần như không có thể loại game nào có thể làm khó được GL12CX ở độ phân giải Full HD, và FPS trung bình luôn ở mức cao và trên 100fps với các thể loại game eSports, và chỉ xuống dưới 100fps với các tựa game đặc biệt nặng hoặc chưa tối ưu tốt cho Windows. Và tuy nhiên FPS vẫn giữ ở mức trung bình là trên 60fps mọi lúc, nên anh em không cần phải lo lắng. Và nhiệt độ thực tế khi quá trình mình bên game liên tục 8 tiếng thì khá là ổn định, đặc biệt là CPU i7-9700K luôn chỉ ở lăn quanh 70 độ C. Và trong khi đó là Vega RTX 2080 thì có hơi quá nóng, đôi lúc có thể lên tới 90 độ C. Việc này là do Asus sử dụng cây quá nhỏ, tiết kiệm diện tích nên cái hiệu quả tối ưu luồng gió trong cây chưa được tốt, và không gian trong cây là không quá rộng rãi. Và mặc dù là đỡ được trang bị một quạt hút phía trước và phía sau và thêm một quạt thổi ở phía trên của rét tản nhiệt, nhưng luồng gió của GPU vẫn không được đẩy ra ngoài nhanh nhất có thể. Để tăng hiệu quả tản nhiệt cho cây thì anh em có thể đổi sang những fan có hiệu năng cao hơn, tốc độ cao hơn để có thể nhanh chóng đẩy cái luồng khí nóng từ Vega ra ngoài. Nhìn chung thì với giá bán hiện tại khoảng 60 triệu đồng, những gì mà Asus của G-Strix GL12X thể hiện thì theo mình là khá là tốt. Sẽ có nhiều bạn nói rằng 60 triệu có thể build máy custom ngon hơn, đẹp hơn vân vân. Tuy nhiên theo mình chỉ tính riêng về cấu hình, với 60 triệu nếu ra build custom thì chưa chắc được cái cấu hình ngon như thế này. Lợi ích mà người dùng nhận được khi mà mua máy đồng bộ thứ nhất đó chính là sự ổn định, thường là sẽ rất là cao hơn những dàn máy custom tự ráp. Thực tế test game có thể thấy là sự ổn định nó rất là cao, FPS cũng ít khi nào bị drop trên những dàn máy này. Và chính vào nhờ cái sự ổn định đó mà một số những giải đấu lớn đã bắt đầu sử dụng PC đồng bộ của Asus cho những trận đấu chính thức rồi. Thứ hai đó là chế độ bảo hành, bất cứ mô hư hỏng nào anh em cũng chỉ cần mang tới cùng một chỗ, tất cả linh kiện đều được hưởng chế độ bảo hành như nhau, không cần phải lo lắng về chuyện là cái nào hết bảo hành trước, cái nào hết bảo hành sau.
Vì vậy việc bảo hành cũng sẽ nhanh gọn hơn và đơn giản hơn rất là nhiều. Điều mà mình cảm thấy chưa hài lòng ở chiếc Asus GL12CX này thì đó là phần vỏ cây tạo cảm giác không được cao cấp cho lắm, và thêm vào đó là nội thất bên trong cũng chưa được đẹp và dây nguồn cũng không được bọc dù và bó gọn. Đó cũng là một điểm trừ không đáng có. Và cuối cùng là Asus của G-Strix GL12CX này dành cho ai? Theo mình thì cái chiếc máy này rất phù hợp với những anh em game thủ không biết nhiều về phần cứng, cần tìm cho mình một chiếc máy có hiệu năng cao nè, nhưng lại sợ phí tiền vào những thứ không cần thiết, thì GL12CX gần như loại bỏ tất cả những thứ màu mè hóa lai hẹ đó để tập trung hoàn toàn vào cấu hình và phần cứng và cho cái trải nghiệm gaming tối ưu nhất có thể. Ngoài ra thiết kế khá là gọn nhẹ, series máy bộ gaming của Asus rất phù hợp cho những bạn nào không có nhiều không gian dành cho góc PC hoặc là những bạn phải di chuyển máy nhiều. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với anh em về dàn máy tính chơi game cao cấp Asus ROG Strix GL12CX phiên bản Core i7-9700K và VGA-RTX 2080. Nếu như anh em thấy video này hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như subscribe vào kênh của AZ Audio để đón chờ những video test cấu hình mới hơn nhé. Xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.